Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với em Hùng Ô Tô thành phố Hải Dương. Em đang bán xe tại địa chỉ 59 đường An Định, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương và hotline là 0789 323 799. Quý vị là có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ với em nhé theo số hotline là 0789 323 799. Và ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chiếc xe, đây là chiếc Hyundai Accent, đời 2011 bản VVT, bản đặc biệt và số tự động các bác nhé. Hyundai Accent thì nó là một rất tuyệt vời rồi. Và ngày đây em giới thiệu chi tiết luôn, có thể vào gần đây được ạ. Về xe thì tổng thành xe thì về sơn chi nội thất quá đẹp rồi các bác nhé, quá đẹp luôn. Thì cái này không bị chê kỹ gì đâu, đèn còn rất là sáng và được bản viền chrome rồi các bác nhé. Ba răng này đang đúc theo xe, luôn và lốp còn khá là dày các bác nhé, khá dày luôn. Các bác có đi thoải mái không phải nghĩ gì, khá dày các bác nhé. Xe này được trang bị xe chất lượng rồi, sơn chi rất đẹp và vỏ rất là mỏng các bác nhé. Về nội thất đây, về keo chỉ thì em sẽ bao zin được các bác luôn. Đây ạ, bao zin các bác nhá, bao zin luôn ạ. Và đặc biệt thì cái chiếc xe này nó rất là đẹp, gương kính chỉ điện gập điện đầy đủ các bác nhá. Xe bản đặc biệt, xe 6 túi khí nữa, bản 6 túi khí nhá. Và xe thì số tự động đây, trên vô lăng thì cũng được tích hợp bàn phím và có túi khí rồi, túi khí quay xe luôn các bác nhá. Và chiếc xe thì được trang bị camera 360 quay xe luôn các bác nhá. Ngày hôm nay thì em chỉ giới thiệu sơ qua chiếc xe này thôi chứ em không phải là review, em chỉ giới thiệu là còn bao nhiêu phần trăm và giá cả như thế nào, đúng không ạ? Và chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 335 triệu đồng thôi nhá, các bác thì xem tiếp ạ. Và chân gương, chân kính thì cũng được ốp bạc chrome rồi, kính thì được dán 3M rất là đẹp luôn. Để khoang sau đây ạ, chiếc xe này trang bị ra một cái nội thất màu đen rất là sạch sẽ lịch lãm luôn. Đấy, và rất là rộng rãi các bác nhé. Một chiếc Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc luôn, xe được khá là đẹp. Đây về la răng đằng sau đây, la răng sau chiếc xe này phanh ABS 4 bánh rồi, la răng là đang đúc theo xe và lốp cũng còn khá là dày bác nhé, khá dày luôn. Về đằng sau, về cái mắt đèn đằng sau thì cũng được trang bị ốp mạ chrome này, rất là đẹp Accent luôn các bác nhé. Về tổng thành xe và chiếc xe này cũng đã được trang bị cam lùi rồi nhá. Và trên là được trang bị cam 360 luôn. Mắt đèn bên này cũng rất là đẹp đây các bác nhá. Bản VVT, bản đặc biệt luôn, 6 túi khí, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Về thân xe này các bác yên tâm rồi, bóng loáng luôn. Riêng bóng loáng luôn, tất cả nguyên vẹn hết. Xe không bị đâm đụng hay mục mọt gì. Tất cả về keo chỉ em bao zin các bác nhá. Về nội thất là ngoại thất là rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn ạ. Nội thất rất là rộng rãi sạch sẽ các bác nhá. Cho đằng trước đây. Ở một chiếc xe Accent đời 2011 các bác nhá. Bản VVT, bản đặc biệt. Và chiếc xe này bên em đang bán với giá là 335 triệu đồng. Các bác là có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ với em theo số hotline 0789 323 799. Chiếc xe cũng được trang bị màn hình Android rất là to luôn thôi nhé. Chúng ta đi lái đường dài thì chúng ta có thể giải trí xem video hoặc là xem hài, xem YouTube rất là tuyệt vời luôn. Và ngay sau đây thì em sẽ cho các bác xem về cái phần máy của chiếc xe này nhé. Tốt được đấy, tốt ở trên. Tốt. Và vâng thưa các bác, đây là một cái khoang máy của chiếc xe Accent đời 2011 bản nhập khẩu luôn ạ, bản VVT nhé. Máy chứ là máy 1.44 máy, xe thì còn khá là chất. Tất cả về từ cái tai đèn, mắt đèn nhé, từ một cái tai là không bị đâm xô gì, rằng nữa rất là đẹp luôn. Chậm hơn, rất đẹp luôn nhé. Ở bên này nữa là mắt đèn này rất đẹp luôn. Và đặc biệt thì các cái tai này, rồi từng con ốc một các bác nhé, nó còn nguyên zin. Keo chỉ thì em bao zin luôn toàn xe luôn, bác nhé, toàn xe luôn. Xe 1.4 máy chạy rất là êm luôn, điều hòa mát. Vâng, và em đang bán với giá là 335 triệu đồng các bác nhé. Vâng thưa các bác, là em vừa rồi đã giới thiệu cho các bác một chiếc xe là Hyundai Accent đời 2011 số tự động, và chiếc là chiếc bản nhập và bản VVT, bản cao cấp. Và bên em đang bán với giá là 335 triệu đồng. Các bác là có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với em theo số hotline 0789 323 799. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.